Laptop Đông Việt, chất Đức, giá Việt. Laptop Đông Việt xin chào các bạn. ZBook 15G2 được thiết kế để phục vụ các công việc nặng như đồ họa, lập trình và giải trí đa phương tiện. ZBook 15 với màn hình 15,6 inch là một chiếc máy chạm để làm việc cực kỳ mạnh mẽ. Với vi xử lý Core i5 hoặc Core i7 thế hệ Haswell từ 8 tới 32GB RAM cùng đồ họa Quadro của NVIDIA, ZBook 15 đảm bảo hiệu suất làm việc của người làm đồ họa chuyên nghiệp. Trang bị màn hình 15,6 inch thân làm bằng nhôm đánh bóng và khung ban dê. Phần lớn bộ phận nắp phía trên được sử dụng chất liệu nhôm đánh bóng sơn mờ, trong khi các cạnh được làm bằng magie. Phần nhôm sơn mờ có màu sắc khá hài hòa và các cạnh bằng magie, mặc dù vẫn bị bám vân tay khá dễ dàng. Khi mở máy, bạn sẽ thấy phần nắp thân máy và phần viền màn hình sử dụng chung một màu đen giống như nắp đậy. Hai loa đặt phía trước nằm ngang phía trên bàn phím có đèn chiếu sáng. ZBook 15 có kích thước 38 x 25,5 x 3cm và cân nặng xấp xỉ 4kg. Kích cỡ cồng kềnh là do HP đã cố gắng tạo ra một chiếc laptop có khả năng tùy biến cao. Bạn có thể lắp tới 3 ổ cứng vào thân máy. Phía dưới thân máy có một nắp đậy cho phép bạn dễ dàng tháo và gắn linh kiện. Bạn có thể gắn ổ cứng có dung lượng tối đa 1TB vào khe cắm chính và cũng có thể tháo rời ổ đĩa khoang để gắn ổ cứng có dung lượng tối đa 750GB. Bàn phím có đèn chiếu sáng của HP vẫn sử dụng thiết kế Island Style quen thuộc với các phím hình vuông có góc bo tròn. Bàn phím này không chỉ chống nước mà còn là một trong những các mẫu bàn phím bền bỉ nhất từ trước tới giờ. Các phím có độ sâu khá tốt và bao gồm cả bàn phím số đầy đủ. Khoảng cách giữa các phím đủ lớn để bạn không phải bó hẹp tay nhưng cũng không quá rộng, giúp bạn có thể gõ từ đủ nhanh. ThoughtPad có kích cỡ 10,4 x 5,7cm của ZBook 15 đem đến trải nghiệm di chuột khá thoải mái và mượt mà. Không chỉ rất nhạy mà ThoughtPad này còn có nút bấm riêng. Nút chuột giữa có thể giúp trỏ chuột thành bánh xe cuộn, giúp trải nghiệm lướt web trở nên dễ dàng hơn. ThoughtPad cũng hỗ trợ nhiều cử chỉ cảm ứng khác nhau, ví dụ như cuộn bằng hai ngón tay và kéo để zoom. Sự chính xác và độ nhạy chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Bạn có thể kéo để phóng to thu nhỏ các văn bản hoặc các biểu tượng trên màn hình desktop. Pointing Stick có bề mặt vân cao su giúp ngón tay của bạn thoải mái mà không bị trượt khi sử dụng. Pointing Stick được đặt giữa hai phím G và H, do đó bạn sẽ ít khi phải di chuyển tay ra xa hàng phím giữa nếu sử dụng, mang lại trải nghiệm điều hướng rất chính xác. Được trang bị màn hình chống lóa 15,6 inch độ phân giải FHD 1920x1080px, có chất lượng hình ảnh rất tốt, trải nghiệm phim ảnh và chơi game cực kỳ ấn tượng. Bạn cũng có thể nhìn màn hình của máy từ các góc hẹp nhất. Các loa tích hợp sẵn sẽ đem tới trải nghiệm âm thanh khá dễ chịu, âm thanh rất chắc chắn và rõ ràng khi sử dụng tùy chỉnh mặc định. Và nếu bạn thay đổi các cài đặt trong ứng dụng DTS Audio, chất lượng âm thanh có thể được cải thiện nhiều hơn nữa. Với cảm biến vân tay nằm dưới cụm phím số, bạn có thể dùng máy quét vân tay để đăng nhập vào các trang web hoặc Windows mà không cần tới mật khẩu. Hỗ trợ nền tảng TPM cho phép bảo vệ các thông tin cá nhân. Ngoài ra còn có đầu đọc Smart Card và tính năng Spare Key cho phép khôi phục các mật khẩu đã bị mất. Số lượng cổng kết nối của ZBook 15 vượt trội hơn rất nhiều so với các model laptop khác. Ở phía bên trái máy là một cổng USB 2.0, một cổng USB 3.0, một đầu đọc thẻ Smart Card, khe khóa Kensington và cổng DisplayPort. HP cũng cung cấp cho bạn thêm một cổng Thunderbolt với tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10GB trên giây, nhanh gấp đôi USB 3.0. Bên phải là ổ DVD, khe cắm thẻ SD, jack cắm tai nghe, một cổng USB 2.0 và cổng VGA. Phía sau lưng máy là một cổng USB 2.0 khác và cổng cắm dây mạng. Với vi xử lý Intel Core i5 4330M hoặc là Core i7 4800QM từ 8 tới 32GB RAM và ổ cứng 500GB, ZBook 15 đáp ứng hiệu suất cho tất cả các tác vụ đồ họa nặng. Nhờ có các đồ họa NVIDIA Quadro K1100M với dung lượng bộ nhớ 2GB, ZBook 15 có thể chạy các ứng dụng nặng, đồ họa mượt mà. HP ZBook 15 là laptop chuyên phục vụ các công việc đồ họa chuyên nghiệp với khả năng dễ dàng nâng cấp. ZBook 15 là sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc của người làm đồ họa chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì với kích thước tương đối lớn như các dòng HP 8560W hoặc là 8570W thì ZBook 15 vẫn chống chỉ định với đa phần con gái. Nếu bạn muốn kiểm tra bất kỳ phần mềm nào hay có ý kiến đóng góp thắc mắc, vui lòng để lại bình luận phía dưới video. Để tiện theo dõi các thông tin cập nhật về laptop, game và công nghệ, hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Bạn có thể trải nghiệm các dòng laptop doanh nhân tại cơ sở 1233 xã Đàn, quận Đống Đa, cơ sở 2 186 Lê Thị Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.